quý khán giả của chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa phát sóng vào 6 giờ 55 phút chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh DTV của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần bảo vệ môi trường cũng như là nói không với các loại rác thải nhựa thì thời gian vừa qua đã có rất nhiều cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo. Và trong chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa tuần này, chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn một trong những cái hoạt động nói không với rác thải nhựa như vậy. Quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại cửa hàng hoa quả sạch Fuji trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu xem cửa hàng đang triển khai cái chương trình gì để nói không với các loại rác thải nhựa nhé. Và đứng cạnh tôi lúc này đây là chị Lò Thị Yến, nhân viên của cửa hàng hoa quả sạch Fuji. Em chào chị ạ. Chào bạn. Chị có thể cho biết một chút là tại cửa hàng hoa quả sạch Fuji của mình ấy thì đang triển khai các hoạt động gì để nói không với các loại rác thải nhựa không ạ? Vâng, bên công ty cũng như là bên cửa hàng Fuji Điện Biên đã triển khai là nói không với rác thải nhựa. Hoàn toàn cửa hàng bên Fuji Điện Biên như cũng như công ty Fuji toàn hệ thống là dùng hết túi giấy để đưa cho khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa, bên Fuji Điện Biên, những khách hàng nào mang túi đến thì sẽ được hưởng ưu đãi 1% trên một đơn hàng. Xuất phát từ đâu mà mình triển khai cái ý tưởng này tại chi nhánh ạ? Xuất phát từ các bạn biết đấy. Hiện tại túi ni lông thải ra môi trường mình rất là nhiều, nên là mong muốn của công ty cũng như là cửa hàng Fuji Điện Biên sẽ đem đến cho khách hàng cũng như môi trường chúng ta trong sạch hơn, là chúng ta sẽ dùng túi giấy để đựng toàn bộ những hàng hóa cửa hàng Fuji bán cho khách hàng. Sau thời gian triển khai thì chị thấy là khách hàng họ có cái phản hồi gì so với cái chương trình của mình triển khai ạ? Từ lúc khai trương Fuji Điện Biên đến giờ thì khách hàng phản hồi rất là tích cực và có những cái lời động viên cũng như là ủng hộ bên mặt hàng mình rất là tích cực. Fuji sẽ luôn luôn đồng hành để bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và luôn luôn dùng túi giấy để chúng ta có một môi trường xanh sạch đẹp hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, hoa quả là một loại thực phẩm khá quen thuộc đối với lại cuộc sống của các hộ gia đình. Tuy nhiên thì từ trước đến nay khi mà đi mua hoa quả thì người tiêu dùng vẫn hầu hết là sử dụng các loại túi ni lông để đựng. Vậy thì với cái hoạt động nói không với lại rác thải nhựa tại cửa hàng hoa quả Fuji và thay thế các loại túi ni lông bằng túi giấy thì không biết là phản hồi của khách hàng như thế nào? Xin chào bạn. Vâng, chào chị. Bạn có thể chia sẻ một chút là khi đi mua hoa quả cũng như là các loại thực phẩm ấy thì bạn thường đựng vào đâu? Như những cái khách hàng khác thôi, thì khi mà đi chợ hay mua hoa quả thì em đều sử dụng túi ni lông. Dù biết nó có tác hại đây nhưng mà nó tiện chị ạ, nên là em vẫn sử dụng. Khi cửa hàng hoa quả sạch Fuji này triển khai cái hoạt động nói không với rác thải nhựa để thay thế các loại túi ni lông thì bạn cảm thấy như thế nào? Là một khách hàng quen thuộc của cửa hàng hoa quả sạch Fuji, khi em đến mua thì cửa hàng đã triển khai sử dụng túi giấy này thay cho túi ni lông. Và hơn nữa là còn có chính sách giảm giá 1% khi mà khách hàng mang túi cá nhân đến cửa hàng ấy. Thì em thấy đây là một hoạt động rất hay và ý nghĩa. Ngoài được mua hoa quả sạch ra thì lại còn góp phần bảo vệ môi trường cùng cửa hàng nữa. Cái túi này nó cũng khá là chắc chắn, có thể tái sử dụng được nhiều lần nữa. Vậy thì trong thời gian tới thì bạn có mong muốn các cửa hàng thì có các cái chương trình triển khai tích cực như thế này hay không? Em rất là mong muốn có nhiều cửa hàng triển khai các hoạt động để cùng chung tay bảo vệ môi trường. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, với mức độ gây hại của các loại rác thải nhựa, đặc biệt là túi ni lông gây ra khi mà được sử dụng và thải trực tiếp ra môi trường, thì các hoạt động nói không với rác thải nhựa thay thế các loại túi ni lông bằng túi giấy của cửa hàng như trên đã góp phần bảo vệ môi trường và cũng như là nâng cao nhận thức của người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni lông. Và đến đây thì chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa tuần này của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chuyên mục trên kênh trang thông tin điện tử của đài Điện Biên TV.vn hoặc kênh YouTube Điện Biên Đài PTTH.